Ba mẹ em cứ hỏi em là sao thấy anh đi lại hoài mà chưa nghe nói về chuyện cưới xin. Em không biết phải trả lời sao cả. Thì em cũng trả lời, nhanh trả lời em đó, được không? Mà sao, em sốt ruột rồi hả? Hay là không chờ đợi được nữa thì mình chia tay đi. Anh nói gì vậy? Anh nói thiệt hay là nói đùa? Nếu em cũng muốn chia tay anh thì đó là câu trả lời đó. Anh không thể nói với em như vậy được. Hay là anh có người con gái khác phải không? Người con gái khác là người nào? Em đừng có suy diễn bậy bạ. Vậy tại sao anh nói với em những lời dễ tin, phũ phàng như vậy? Thôi đủ rồi, em ngủ đi, anh chỉ nói đùa thôi. Em không thích anh nói chuyện kiểu lấp lửng như vậy đâu. Mệt em quá, anh đã nói là nói đùa rồi mà. Thôi, em ngủ sớm đi, ngày mai chúng ta gặp. Sao hôm nay khẩu khí của anh ta là lạ vậy kìa? Hay là anh có người khác thật rồi? Tao nghe nói anh Thụy ôm eo một cô gái trẻ bước từ trên ô tô xuống vào nhà hàng đó mày. Nếu đúng như vậy thì mình biết phải làm sao đây? Làm sao đây? Mà tại sao mình không dám hỏi thẳng anh ta về chuyện này chứ? Chị chưa ngủ nữa hả? Chị mới học bài xong. Không, không thể như vậy. Không thể như vậy được. Sao mày buồn quá vậy? Buồn gì đâu. Vợ con mày thế nào rồi? Tao trong đây, mày hỏi vậy cũng như không. Sao tao biết được ngoài? Còn mày, mấy bữa nay gia đình mày có lên thăm mày nhiều không? Bà già tao bệnh hoài mày ơi, tao cũng đang buồn quá. Mày ngồi góc mình hoài, thôi đừng buồn nữa mày. Đừng buồn nữa nha. Thôi ngủ đi mày. Cũng khuya rồi đó. Anh em đồng nghiệp với nhau mà, làm gì xa cách như vậy? Anh làm như vậy? Anh Phúc, hôm nay có tới 6 bệnh nhân có giấy chứng nhận là hoàn cảnh khó khăn, xin hỗ trợ tiền viện phí. Như ngày hôm qua, phòng tài vụ đã báo cáo cho tôi biết quỹ đồng thị đã hết tiền rồi. Bây giờ chờ Mạnh Thường Quân gửi tiền vào thì mới có được. Ủa, anh nói sao? Tháng này anh Thụy chưa dẫn tôi vào quỹ hả? Đông Quanh có vẻ ngạc nhiên vậy. Đông Quanh là chủ nhân của quỹ hỗ trợ này mà. Cô đừng nói với tôi là cô không biết nha. Vinh quang, danh tiếng thì cô cũng đã hưởng hết rồi.
vừa gọi hiện không liên lạc được. Sao lại khóa máy? Cô tìm ai? Cho tôi hỏi, đây có phải là nhà của anh Thụy không? Dạ đúng rồi, nhưng mà cậu chủ đi Vũng Tàu, không có nhà. Chị có biết anh Thụy đi Vũng Tàu với ai không? Tôi không biết. Ông bà chủ đi du lịch nước ngoài đã về chưa? Ông bà chủ có đi du lịch nước ngoài nước trong gì đâu cô. Ủa, vậy hả? Nếu cô muốn gặp ông bà, mời cô vô trong nhà. Chắc là tôi nhầm nhà rồi. Số nhà đúng rồi. Vậy chắc là tôi ghi nhầm rồi. Chị à, chị nhìn giùm tôi đi, cái người ở trong hình này có phải là anh Thụy chủ nhà này không? Thì cậu chủ nhà này chứ còn ai. Cô sao vậy? Cô ơi. Tôi không sao. Chắc cô này cũng bị cậu chủ nhà mình gạt giống như mấy cô gái trước. Trông tội nghiệp quá. Sao ảnh lại nói dối mình? Rõ ràng như vậy là ảnh không muốn mình gặp ba mẹ ảnh, và cũng không muốn tính chuyện nghiêm túc với mình. Trời ơi, sao mình lại tin ảnh chứ? Sao mình lại đánh mất tất cả về ảnh? Bây giờ mình biết phải làm sao đây? Mình biết phải làm sao đây hả trời? Mình nhất định phải gặp anh ta, phải hỏi cho ra lẽ mọi việc.
Dạ không giỡn với anh hả? Anh cho em chết rồi. Từ từ mà. Dạ không chọc anh hả? Thôi em không dám nữa đâu. Ghét quá à. Dám anh... thật ác anh hả? Anh cho em chết rồi. Anh đừng mà nhột. Quá ra anh yêu thương tôi như vậy hả? Nói á, em là người duy nhất anh yêu. Vậy chị ta là ai? Chị ta là ai mà có chìa khóa vào nhà của anh, vào phòng ngủ mà nói những lời như vậy hả? Anh giải thích đi. Anh đã lừa bao nhiêu người con gái lên giường với anh, với em và chị ta? Mệt em quá à. Em đừng có nghĩ anh là một người như vậy có được không? Vậy em phải nghĩ anh như thế nào khi sự thật bày ra rành rành như vậy? Sự thật nào? Trước đây á, anh có yêu cô ta, nhưng bây giờ không yêu nữa. Không lẽ anh không có quyền chọn lựa vợ cho mình sao? Chọn lựa của anh á là lên giường chứ gì. Em nói cho anh biết, anh đã chiếm đoạt cuộc đời con gái của em. Anh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc này. Nếu không, anh sẽ không được yên với em đâu đó. Em, để đưa em về. Không cần. Tại sao ai cũng phủ phàng, cũng từ bỏ tôi, phản bội tôi? Tại sao chứ? Trời ơi, tại sao? Đàn ông là như vậy sao? Tình yêu là như vậy hay sao? Mà tại sao mình lại ngu dại tới vậy chứ? Tại sao mình lại tin hắn, lại đánh mất hết tất cả về hắn? Tại sao? Tại sao chứ? Trời ơi, tại sao? Tại sao mình ngu tới vậy hả? Mình không thể để cho hắn giỡn nhơ lừa gạt hết người này tới người khác được. Mình phải bắt hắn trả giá, phải chịu trách nhiệm về sự khốn nạn của hắn. Chị sao vậy? Có chuyện gì vậy? Chị nói cho em nghe đi. Ở bên chị có chuyện gì? Hay là anh Thụy? Đừng nhắc tin đó nữa được không? Em hiểu rồi. Thôi chị à, cũng là một bài học cay đắng với đàn ông mà chị. Nhưng cũng không thể để cho hắn ta nhẫn nhơ như vậy được. Không để hắn nhẫn nhơ thì chị biết làm gì bây giờ? Làm gì hả em? Chị cứ suy nghĩ đi. Và cũng đừng có tự hành hạ mình nữa. Nỗi đau này chị phải bắt anh ta trả lại. Trả lại? Trả lại như thế nào đây? Chị đã ngu rồi, quá ngu rồi. Không có sao đâu mà. Không có sao. Có lẽ chỉ có người tù chung thân là không thể phản bội thôi. Nhưng sao anh ấy mãi vẫn không hồi âm cho mình?
Alo. Tôi đây. Là Đông La đây. Tôi cần gặp anh ngay. Đưa địa chỉ đi. Cô gặp tôi để làm gì? Anh tự trả lời câu hỏi đó đi. Sao? Địa chỉ ở đâu? Nhưng tôi không có gì để nói với cô hết á. Anh không thể ăn xong rồi thì đứng dậy phủi đích đi như vậy. Cô muốn nói là phải trả tiền chứ gì? Nhưng cô biết lỗi là của ai không? Là chị của cô đó. Cô biết không? Chị tôi đã làm gì mà phản bội anh? Hay là chị tôi đã dâng hết tất cả tâm hồn và thể xác của chị ấy cho anh? Cứ hỏi chị cô sẽ rõ thôi. Tôi không cần phải hỏi. Tôi hiểu rõ tính của chị tôi hơn bản thân mình. Anh đừng có vừa ăn cướp vừa la làng, đổ lỗi cho người khác để mình phủi tay như vậy. Đàn ông như vậy là hèn, là tồi lắm, anh hiểu không? Thôi được rồi, cứ nguyền rủa tôi đi. Nhưng sẽ có thằng khác thay thế tôi cưới chị cô rồi. Thằng nào? Anh đừng có gấp lửa bỏ tay người như vậy. Điều đó chỉ làm cho tôi khinh bỉ anh thêm thôi. Và tôi cũng báo cho anh biết, tôi sẽ gặp anh ở bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu, để anh phải trả lại tất cả những gì mà anh đã cướp của chị tôi. Nhớ đó. Còn dám hăm dọa tôi nữa hả? Chờ đó đi. Mới gọi cho anh ta hả? Dạ. Anh ta dám nói là chị phản bội hả? Ừ. Anh ta đổ lỗi cho chị. Một thằng đàn ông như vậy là hèn. Thôi bỏ đi chị. Em định rủ bạn bè cho anh ta một trận. Nhưng nghĩ lại, cái thứ người đó không đáng để cho mình phải giơ tay chị à. Em đừng nhúng tay vào. Là học hành của em đi. Để chuyện đó cho chị. Chị định làm gì anh ta? Chưa biết, nhưng chị sẽ không để cho anh ta yên đâu. Con dắt bạn gái tới ra mắt ba mẹ mà sao giờ này không thấy ai tới hết vậy con? Con cũng định như vậy, nhưng mà chưa có chọn được ai dự ý hết, sao giờ? Ở đời á mà mấy ai có hoàn hảo 100% đâu con. Yêu nhau á thì phải chấp nhận tốt xấu của nhau. Hơn nữa, con thử nhìn mình lại xem. Con đã hoàn hảo đâu mà bắt người khác phải hoàn hảo được. Nhưng mà con còn nhiều cơ hội khác để chọn lựa nữa mà. Nhưng mà lựa chọn theo cái cách đứng núi này mà trông núi nọ. Nhưng con á, bà nghĩ cách chọn á, tránh vỏ dừa thì gặp vỏ dừa thôi con. Tình yêu là phải duy nhất. Mình phải mang lại hạnh phúc cho người ta thì mới có hạnh phúc được thôi con à. Con biết rồi. Nhưng mà phải vừa ý con mới cưới được. Ba mẹ đừng có thúc giục con. Con à, con năm nay cũng đã 30 mấy tuổi rồi con. Ít ỏi gì nữa đâu mà lựa chọn con. 40 tuổi vẫn còn trẻ đó mẹ. Tuổi trẻ cái gì? Nè, mẹ nói cho con nghe nha. Đàn ông mà 40 tuổi rồi mới lấy vợ hả? Là cha già con cọc đó con. Chào chị. Cô tìm ai? Tôi muốn gặp ba mẹ của anh Thụy. Hai bác có nhà không chị? Có. Chị vào đi, để tôi. Dạ. Cô định đến đây ăn dạ hả? Tôi muốn gặp ba mẹ anh, chứ không phải là gặp anh. Ba mẹ tôi có liên quan gì? Nếu muốn ăn dạ thì về phòng điều dưỡng mà ăn dạ với cái thằng đã ăn ở với cô lúc mà hai người trực chung đó. Còn tôi cũng không thiếu đàn bà, cô cũng biết rồi đó. Anh nói vậy là sao?
Cô đừng có giả bộ ngây thơ trong sáng nữa. Nào gửi thư cho anh ta nói mình quan hệ bất chính với Trần Phúc là sao? Sao lại ăn nói ngang ngược như vậy chứ? Là kẻ nào? Kẻ nào mà dựng chuyện không thành có? Kẻ nào? Anh Quốc Cường yêu quý, anh có biết em mong nhớ anh đến mức nào không? Anh có nghĩ đến em, có nhớ em không? Sao anh không hồi âm cho em? Sao rồi chị? Chị có gặp được ba mẹ anh ta không? Vậy là anh ta nói đúng rồi. Đúng cái gì mà đúng? Em có biết là người ta bịa đặt ra câu chuyện này để hại chị không? Ý em nói là anh ta có lý do, chứ không phải là vô cớ phản bội chị. Chị có thể giải thích và làm sáng tỏ sự thật để giải tỏa sự bức bối này cho anh ta và để hai người hiểu nhau hơn. Không cần. Qua sự việc này, chị càng hiểu rõ hơn con người của anh ta. Nếu như anh ta vẫn còn thương chị, đây là cái nhìn bức thư này nè. Phải nói với chị, phải hỏi vì sao người ta lại giết như vậy. Nhưng anh ta lại im lặng, rồi lên giường với một người con gái khác. Vậy thì còn gì để nói nữa không? Nhưng mà anh ta đang ghen mà chị. Ghen thì cũng phải biết suy nghĩ và phải có niềm tin chứ. Không lẽ trong mắt anh ta chị tệ đến vậy hả? Mà lại bịa chuyện độc ác như vậy hả chị? Chị không biết. Chắc chắn là người đó ghen tị với chị. Nhất định chị sẽ tìm ra người đó. Quá ra đàn ông chẳng có ai là tốt cả. Cũng không hẳn đâu chị. Còn gì nữa đâu mà em bào chữa cho họ. Hoàng yêu thương chị nhiều như vậy, cũng vô cớ từ bỏ chị. Còn một người yêu thương, cung phụng chị tới vậy, cũng dễ dàng từ bỏ chị, chỉ vì một lá thư nặc danh, không căn cứ. Và ngay lập tức, anh ta có người con gái khác để lên giường. Thì em thử nghĩ coi, đàn ông còn gì tốt đẹp nữa. Còn gì đáng tin nữa không? Nghe chị nói em thấy sợ quá.
Tôi có chuyện muốn nói với anh. Có chuyện gì vậy? Chúng ta có thể ra ngoài không? Có chuyện gì thì cô nói ở đây đi. Tôi đang bận mà. Anh có phải tác giả bức thư này không? Thư gì? Cũng hay. Tôi tư tình với cô. Tại sao cô không nghĩ? Tôi cũng là một nạn nhân nếu bức thư này tới tay của vợ tôi. Mà nghĩ tôi là tác giả, tôi có điên tới mức tự phá hoại hạnh phúc gia đình của mình hay không? Anh không điên. Ngược lại, anh rất tỉnh. Anh lại dùng cái gọi là người trong cuộc để che mắt thiên hạ làm những chuyện bỉ ổi. Nè, cô ăn nói cho cẩn thận. Cô dựa vào bằng chứng gì mà dám kết luận tôi như vậy? Bằng chứng là anh luôn ghen ghét, tranh tình với tôi. Anh sợ tôi cứ mất cái ghế trưởng phòng của anh. Và chỉ có một mình anh mới dám bị đặt những chuyện động trời như vậy. Không chừng anh và vợ anh đều là tòng phạm. Vì anh chẳng dạy gì không nói trước với vợ anh để giữ gìn hạnh phúc gia đình của mình. Và tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh hết. Tôi thách cô đó. Tôi sẽ kiện cô ra tòa vì cái tội vu khống và bôi nhọ lên thanh danh của người khác. Là người có học, cô cũng biết tòa sẽ xử như thế nào rồi đó. Nè, thư của bạn nè. Của bạn. Của em nè. Ê, mình có thư không? Bữa nay không có. Ồ, cảm ơn nha. Nói rồi bà không chịu học, bà này không chịu đi học, tối ngày bà nhậu hoài, bà uống này nhậu riết. Có đâu. Tụi bay qua hết rồi. Mình nhất định phải đến thăm anh ấy. Trời ơi, thấy thở lại nó vui dễ sợ. Có người lòng lan dạ sói thiệt tình luôn á. Bây giờ tao không nói vậy. Tình yêu làng vậy hả? Chừng quả báo. Thôi buồn quá, buồn quá. Đông Quanh, sao giờ này em còn ngồi ở đây? Hôm nay em có lịch trực ở phòng chăm sóc đặc biệt đó. Ủa, vậy hả chị? Ừ. Em đạn trí quá. Đông Quanh dạo này sao như người mất hồn vậy không biết nữa. Chị Mỹ Lan biết gì chưa? Có chuyện gì? Quỹ bảo trợ Đông Thụy phá sản rồi. Đơn xin hỗ trợ tiền viện phí của bệnh nhân nghèo á, quá trời luôn. Mà hai tháng nay á, quỹ không còn một đồng luôn. Mạnh Thượng Quân á, cao chạy xa bay rồi. Ờ, thì người ta chỉ làm le vậy thôi. Bây giờ hết le rồi thì hết làm chứ sao? Hồng Anh nói vậy là sao? Thì tôi nghe trưởng phòng nói họ xù nhau rồi. Hèn gì Đông Quanh cứ như người mất hồn vậy. Mà sao trưởng phòng lại biết chuyện này hay vậy? Đến mình mà Đông Quanh cũng không nói nữa là. Ông trời á cũng công bằng mà. Mọi người đang nói chuyện gì vậy? Thì chuyện của anh chứ gì. Chuyện của tôi là chuyện gì? Nói đùa cho vui thôi. Mà hỏi thật, sao trưởng phòng biết họ xù nhau rồi? Nói chơi hay nói thật vậy? Tôi nghe người ta nói, tôi chỉ biết vậy thôi. Chứ không phải hai người tâm sự với nhau sao? Cô nói như vậy là chết tôi đó. Còn quỹ Đông Thủy thì sao? Thì bay theo Đông Thủy luôn chứ sao? Đúng là kết cục của một chuyện tình mà. Cũng đáng ha. Tôi nghĩ các anh chị nên tôn trọng quyền riêng tư của người khác. Hơn nữa, cái hành động nói xấu sau lưng như vậy cũng không đáng tôn trọng đâu. Không có gì đâu Quanh. Mọi người chỉ đang phím chuyện thôi à. Đông Quanh đừng có hiểu lầm. Xin lỗi. Nếu là hiểu lầm, chắc em đã hiểu lầm chị thôi đó. Làm gì được ai? Thôi, các cô làm việc đi. Nhiều chuyện quá. Tất cả là tại anh ta. Anh ta đã đưa mình lên cao, rồi đẩy mình xuống đáy vực thẳm. Mà tại sao? Tại sao mình lại không nhận ra bản chất của anh ta để rơi vào hoàn cảnh bi thảm này chứ?
Ông tính là đang lẹ cho cán bộ vô rồi. Vậy cán bộ sắp vô rồi. Đấy, vô, vô. Cán bộ kìa. Lẹ. Dạ, chào cán bộ. Chào cán bộ. Dạ, chào cán bộ. Phạm nhân Ngô Quốc Cường. Anh có người nhà muốn gặp. Dạ, người nhà tôi là ai? Cô ta nói là em gái của anh. Cán bộ có thể nói lại với cô ấy là tôi không muốn gặp cô ấy được không ạ? Anh sao vậy? Phạm nhân đều muốn gặp gia đình của họ mà. Dạ, tôi không thể gặp cô ấy được. Mong cán bộ có thể giúp tôi nha. Thôi được rồi. Xin lỗi, ai là Nguyễn Hoàng Đông La? Dạ, tôi. Phạm nhân Ngô Quốc Cường không muốn gặp cô. Tại sao không muốn gặp em? Tại sao anh không muốn gặp em? Kỳ cô, cô có sao không? Tôi không sao. Dòng sông nhìn điều chưa nói hết, nghe chưa phai nỗi buồn dâng mắt ai. Đi về đâu khi ánh nắng dần tắt, ta lặng im trong nỗi đau còn đây. Bão tố ngập tràn lòng. Cán bộ trong chiều vắng. Cán bộ ánh mắt nào cán bộ đưa ta qua nỗi đau, đã lắng tìm nụ cười nhưng sao tìm lại buồn, cúi xuống đời một lần khi sông vẫn còn trôi. Cô Đông La, đi về đâu dòng sông vẫn mãi trôi. Có gì không anh? Cô trở lại đi. Phạm nhân Ngô Quốc Cường đang chờ gặp cô. Mời cô. Dạ. Em ngồi xuống đi. Anh xin lỗi. Thật ra anh không muốn làm hỏng cuộc đời của em. Như thế nào là hỏng? Nếu anh ở trong một hoàn cảnh khác thì em sẽ không trở lại để gặp anh. Anh biết anh đã làm tổn thương lòng tự trọng của em. Chính anh cũng không chịu nổi khi phải từ chối gặp em. Em hiểu. Và em cũng sẽ không tha thứ cho mình nếu như em không quay trở lại gặp anh. Anh cảm ơn em. Anh cảm ơn em nhiều lắm. Trong khi anh đang bị mọi người căm phẫn, lên án, ném về anh những ánh mắt lạnh lùng,
thì em lại thông cảm, tìm cách an ủi, chia sẻ với anh, động viên anh. Anh như người sắp chết đuối, vớ được một chiếc phao cứu mạng. Tại sao em lại tốt với anh như vậy hả Đông La? Bởi vì em hiểu anh. Em không tin là anh cố ý giết chị ấy. Tất cả là chỉ vì anh quá đau buồn, quá tuyệt vọng. Khi vợ anh đã chết, nên anh cũng muốn tìm đến cái chết để được giải thoát. Em nói như vậy có đúng không? Anh à, em hiểu bản chất lương thiện của anh. Khi em bị trật chân vì đi giày cao gót chưa quen, mọi người nhìn em với ánh mắt soi mói và ngờ vực. Họ nghĩ em giả vờ để được anh chú ý và chăm sóc. Nhưng anh biết em đau thật sự. Trong khi anh nhắn chân cho em đọc được ánh mắt xót xa thương cảm của anh dành cho em. Dù ngày đó em chẳng là gì đối với anh cả, vậy thì đó là gì nếu như không phải là lòng nhân ái và thánh thiện? Một người như vậy thì không thể có giả tâm giết người vợ đầu ấp tay gối của mình được. Em không tin. Nhưng sự thật là vợ của anh đã chết vì sự ghen tuông điên cuồng của anh. Đó chính là điều mà anh đau đớn, ân hận suốt cuộc đời của anh. Em biết. Lỗi của anh là không kiềm chế được cơn nóng giận của mình. Tất cả cũng chỉ vì anh quá yêu và ghen. Vì lòng tự trọng của đàn ông anh bị xúc phạm, bị tổn thương. Em thông cảm và chia sẻ với anh. Anh cảm ơn em. Anh cảm ơn em nhiều lắm. Em nghĩ quan hồn của chị ấy cũng sẽ hiểu anh. Vì vậy anh đừng quá mặc cảm về tội lỗi của mình, mà hãy cải tạo thật tốt để có cơ hội trở về với cuộc sống đời thường một cách sớm nhất. Anh cảm ơn em đã hiểu cho anh. Anh sẽ cố gắng cải tạo thật tốt để không phụ tấm lòng cũng như là sự tin tưởng của em dành cho anh. Không phải chỉ riêng em, còn có ba mẹ anh và biết bao nhiêu người yêu mến, kính trọng anh nữa. Anh hiểu. Anh cảm ơn em. Mẹ không ngờ mọi chuyện lại như vậy. Hèn gì lâu nay không thấy cậu ta ghé chơi. Đúng là tình lửa rơm. Những người như vậy á, con phải nhìn ra và tránh xa ra. Con không nghĩ tới chuyện lấy chồng nữa đâu mẹ ơi. Một lần ngã là một lần bớt dạy. Chứ sao con lại nói bi quan như vậy? Con không thể tin vào đàn ông được nữa mẹ. Đàn ông thì cũng có người này người khác chứ con. Căn bản là cũng ở mình. Tiên trách kỹ, hậu trách nhân. Con cũng không phải là không có lỗi trong chuyện này, nên phải tự thừa nhận ra tất cả và rút ra những bài học cay đắng bổ ích. Trời ơi, bây giờ
thì không phải anh ta đã cứu cả thể xác lẫn tâm hồn mình, mà chính là đã giết chết mình lần nữa rồi. Tại sao anh ta lại nhẫn tâm đối với mình như vậy chứ?